Alo, chào anh em. Mình vừa hoàn thiện được ba cái lưỡi câu. Đây là hai cái lưỡi trứng rùa với một cái lưỡi ó. Ba lưỡi này thì đều làm lòng cỏ hết. Sau khi mình làm xong thì nó còn nguyên lại cái màu thép, còn nguyên những cái vết búa, nhìn nó rất là thô, nhìn rất là thô. Nhưng mà nếu anh em nào thích thô thì nó lại rất là đẹp. Đây là cái mũi của ba lưỡi câu. Anh em thấy là mình mài lưỡi rất là cẩn thận, đảm bảo là vịt nó nhẹ nhàng, nó mượt, mà đảm bảo là nó bén rất là lâu dài. Cái thép này nó nhỏ dần ra, nhìn rất là đều, rất đã. Anh em thấy lưỡi trứng rùa với lưỡi ó nhìn rất là giống nhau, nhưng mà thực ra cách làm và cách sử dụng thì đều rất là khác. Và lưỡi ó này thì làm rất là mất thời gian, lâu hơn gấp rưỡi cái lưỡi câu trứng rùa luôn. Làm mũi cũng khó hơn, làm ngạnh cũng khó hơn luôn, nhìn thấy y chang vậy đó, nhưng mà thật ra làm lâu hơn gấp rưỡi. Chỉ có cái phần lòng cỏ này là làm nó như nhau thôi. Lưỡi trứng rùa cổ điển này, anh em nào mà đã câu lưỡi của mình rồi thì hiểu ha, bắt nó đào nhiều lắm. Nhiều anh em mê đánh bóng lên nhưng mà dở lắm nha. Để nguyên gì anh em câu mới thấy được cái chất thật của cái lưỡi câu thép C70. Đây là ba cái lưỡi mình làm cho hai anh khách quen mua của mình cũng nhiều năm rồi. Ok, cảm ơn chào anh em. Anh em cần lưỡi thép hoặc là dũa thì liên hệ qua số điện thoại Zalo của mình nha. Cảm ơn chào anh em.